Vâng, xin chào anh Đỗ Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay em sẽ test một cái bộ phun sương siêu âm tạo ẩm cho anh Đỗ Nhân. Thì anh đặt hàng bên em bao gồm là 3 sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là một cái quạt tản nhiệt 24V với kích thước là 8025, có nghĩa là 8 x 8cm và nhân 2,5cm độ dày. Quạt này sử dụng nguồn 24V. Tiếp theo là anh đặt một cái nguồn. Nguồn này là nguồn adapter 24V 1A. Cái nguồn này thì nó sẽ đi ra bằng jack DC. Rồi, và sản phẩm quan trọng nhất là một động cơ phun sương siêu âm. Động cơ phun sương siêu âm 24V có tích hợp sẵn trên đây là bao gồm 12 LED đổi màu để cho nó được đẹp hơn khi chúng ta sử dụng trong các hòn non bộ. Và cái động cơ phun sương này nó có cái màng phun sương đường kính là 20mm. Đấy. Các bạn lưu ý trên thị trường bây giờ nó có sẽ có hai chủng loại. Một loại là nó có nghĩa là cái hình dáng nó giống y hệt như này, nhưng mà nó khác cái màng phun sương nhá. Cái màng phun sương này là một loại là 16mm và một loại là 20mm đang cầm trên tay mình. Xung quanh cái vỏ sản phẩm này thì để mình xem nó bằng inox hay là nó bằng sắt mạ nhé. Ở đây mình sẽ có cái nam châm này. Đấy, nó có ăn vào thì như vậy là cái vỏ này nó bằng sắt và nó được mạ chrome xung quanh, cho nên là anh em nhìn nó rất là bóng để cho chống rỉ ấy. Còn về việc ngấm nước thì anh em yên tâm nhé, bởi vì trong cái động cơ này nó được đổ hắc yến ở phía dưới này, phía trong này đổ đặc hắc yến luôn, cho nên là 100% nước nó sẽ không ngấm được vào linh kiện. Và cách sử dụng của chúng ta như sau. Các bạn thấy là ở trên đây ngoài 12 LED thì nó sẽ có một cái cảm biến màu đen này này. Đấy, cái cọc cảm biến này nó sẽ cao hơn tất cả các LED này. Cái cảm biến này là cảm biến mực nước. Nếu như mực nước mà xuống thấp hơn cái cảm biến thì cái động cơ phun sương siêu âm này nó sẽ không phun sương, để cho đảm bảo an toàn. Còn nếu như khi nào mà mực nước ngập qua thì bắt đầu động cơ nó mới phun sương. Còn nguyên lý hoạt động của nó không giống như những ở nơi cái quán cà phê mà chúng ta hay thấy đâu. Ở quán cà phê là người ta sử dụng một cái bơm tăng áp, và người ta bơm tăng áp cái nước nó lên, sau đó đi ra các cái đầu bếp phun sương và nó phun ra thành sương, giống như chúng ta phun thuốc sâu á. Đó là cái nguyên lý hoạt động của nơi cái quán cà phê. Còn đối với động cơ phun sương siêu âm này, nó hoạt động theo kiểu là ở trong đây các cái linh kiện điện tử nó sẽ tạo nên một cái tần số siêu âm và nó đưa ra cái màng loa siêu âm màu trắng mà chúng ta đang thấy đây, cái màng loa siêu âm mà mình nói 20mm á, trắng đây này. Thì cái màng loa siêu âm này nó sẽ tạo ra dao động rất là lớn. Đã gọi là siêu âm thì tần số nó rất lớn, dẫn đến là nước nó sẽ rung lên và nó vỡ thành các cái phân tử xương mà nó bay lên chúng ta đang thấy. Thì đó là cái nguyên lý của nó. Và cái xương của nó thì cực kỳ mịn luôn anh em á. Mịn cực kỳ luôn, mịn không khác gì hơi nước luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ test. Và cái mực nước các bạn đổ cho nó ngập cái phun xương này khoảng tầm 1 đến 3cm giống như thế này là nó mang lại hiệu quả cao nhất. Còn nếu các bạn mà đổ nước sâu quá như thế này thì cái lực của cái màng siêu âm này nó không thể đẩy lên cao hơn lên thành xương được. Thế cho nên là 1 đến 3cm thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này, động cơ phun xương vào cái nồi nước này. Thì cái nồi nước này bây giờ cái mực nước của nó khoảng tầm 1cm so với cái cảm biến. Rồi, và nguồn thì bây giờ mình sẽ cắm nguồn vào và cắm jack vào, rất là đơn giản thôi anh em ạ. Cắm jack vào. Rồi, các bạn chờ một chút. Có khi nào không có điện không ta? Đây. Em lấy cái động cơ phun sương khác ra nhé. Hay là do cái nguồn này ta? Đây, bình thường là mình cắm nguồn vào là nó sẽ phun sương luôn. Nó khả năng là cũng có thể là do cái động cơ này nó có một cái lỗi gì đó, cho nên là mình phải lấy một cái động cơ khác nhé. Và cái cách chúng ta chế thì như sau. Cái phun sương này đó, khi nó phun sương lên thì nó sẽ rất là nặng, bởi vì nó là nước mà, từ nước mà ra. Nó nặng và nó không bay lên trên không trung được, không gian được. Cho nên là nó cứ là dưới mặt nước. À đây, đây là cái phun sương này nó có vấn đề này. Để mình bỏ ra. Thì nó cứ là dưới mặt nước, nó không thể bay lên không trung được bởi vì nó nặng mà. Chúng ta muốn nó bay lên trên không khí, không gian trong phòng á, chúng ta sẽ sử dụng một cái quạt tản nhiệt như thế này. Các bạn sẽ sử dụng một cái can nước hoặc là một cái bình nước nào đó. Đấy, các bạn cho cục phun sương này vào. Sau đó chúng ta sẽ trích nguồn. Các bạn trích nguồn ở đây, cái cục nguồn này. Trích nguồn này đầu vào này.
để cấp chung cho cái quạt tản nhiệt này. Thì trên cái bình nước đó các bạn sẽ ví dụ như cái bình nước như thế này, bình nước như này, thì các bạn cho cái phun sương xuống đáy, đổ nước lên cho nó phun sương. Sau đó các bạn chích một khoảng ở trên phía trên của cái bình nước, các bạn lắp cái quạt tản nhiệt ở phía trên này, lắp làm sao để cho gió lấy từ ngoài thổi vào trong chứ không được là không được hút ra ngoài nhé. Mà quạt này mang nhiệm vụ là thổi vào thôi, chứ nếu hút, nếu mà cái quạt này sử dụng hút thì nó hút hơi ấm vào, cái quạt này rất nhanh hỏng. Cho nên là các bạn sẽ úp cái mặt có cái tem này vào bên trong cái bình nước này, thì gió nó sẽ lấy từ ngoài nó đẩy vào trong cái bình, và trong cái bình này nó sẽ đẩy hơi sương theo cái miệng của cái bình nước đó đấy. Thì khi đó nó đẩy lên không trung thì nó chắc chắn là nó sẽ tan ra hòa vào trong không khí, để cho không khí chúng ta không bị khô, không bị thiếu hơi ấm đấy. Cũng giống như bây giờ như này, bây giờ mình đang dùng quạt cho nên là nó cũng hơi bay như thế này, bình thường nó cứ là dưới nước này, chúng ta thổi thì nó bay lên đúng không ạ, rất là nhiều sương. Và tiện đây thì em cũng sẽ test cái quạt tản nhiệt cho anh luôn, thì chúng ta sẽ cấp vào cái nguồn 12V cũng được mà 24V cũng được, nói chung quạt 24 thì chúng ta cấp 12 hoặc 24 cũng ok nhá. Ví dụ như cái quạt này bây giờ như thế này đấy, mình để như thế này, sau đó mình cấp nguồn vào thì nó sẽ thổi liên tục đấy, các bạn thấy đây, nó thổi liên tục sương bay đi. Và đây là cái không gian nó rộng, cái miệng nồi nó rộng, cho nên là khi mình thổi cái quạt này các bạn có thể là không thấy sương ở đâu nữa. Nhưng mà khi ở nơi một cái bình nước đó, thì chắc chắn cái bình nước cái miệng nó nhỏ giống như chai Coca, cái miệng nó nhỏ, nó sẽ phun lên chúng ta thấy rõ rệt luôn. Rồi, và cái động cơ phun sương này nó rất là phù hợp cho anh em sử dụng trong những mục đích. Đầu tiên là chúng ta thay thế vào những cái máy tạo độ ẩm hoặc là máy phun sương mà nó đã bị hỏng phần phun sương. Thứ hai là các bạn có thể sử dụng để chế làm quạt phun sương. Thứ ba là các bạn có thể chế làm máy tạo sương, tạo hơi ẩm ở trong các cái phòng điều hòa hoặc ở trong các cái khu vực mà nó thiếu độ ẩm, để chúng ta tạo làm máy tạo phun sương giống như mình vừa mới nói xong. Thì hiện tại ở trên cái kênh Mẹo Vặt 789 của bên mình thì mình cũng đã làm hai video. Mình đã làm hai video để hướng dẫn các bạn cách chế động chế cái máy phun sương rồi. Nếu như bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể lên trên YouTube các bạn tìm từ khóa là chế máy phun sương hoặc là chế máy tạo độ ẩm, và cái đuôi các bạn viết thêm cái chữ Mẹo Vặt 789 nữa là sẽ thấy cái video đó. Thì mình sẽ có hai cái cách chế ở trên video đó, các bạn có thể lên đó để tham khảo nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đánh dấu ký hiệu này. Cái mục đích đánh dấu ký hiệu này là để cho các bạn yên tâm đến khi các bạn nhận được hàng, các bạn sẽ yên tâm hơn là cái sản phẩm này shop đã test rồi, có dấu ký hiệu để các bạn yên tâm. Đến lúc các bạn nhận được hàng thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được cái sản phẩm mà đã đánh dấu trên video này. Giống như anh Đỗ Nhân, đến khi anh nhận được chắc chắn là sẽ có cái 2-3 cái dấu ký hiệu mà em vừa mới đánh xong đó. Đây là dấu hiệu ngẫu nhiên cho nên là không thể đánh lại được lần thứ hai như thế này nữa, đúng không ạ? Nét thanh nét đậm rồi, hình dáng ký hiệu. Rồi ok, như vậy là cái quạt tản nhiệt này bên mình đang bán với giá là 37.000. Cái nguồn này bên mình đang bán là giá 45.000. Và cái động cơ phun sương này là 100.000. Nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Cuối cùng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng lần sau nhé.